Laptop Acer Aspire 5 A514. Một chiếc laptop có mức giá phổ thông nhưng lại sở hữu bộ vi xử lý thế hệ mới nhất hiện nay với khả năng xử lý đa luồng nhanh nhạy, với kết nối thông dụng và hoàn chỉnh sẽ giúp bạn có những phút giây làm việc và giải trí tuyệt vời. Được trang bị màn hình độ phân giải Full HD, Acer Coffee View LED LCD và tần số quét 65Hz giúp có thể hiển thị hình ảnh cực kỳ sắc nét, mãn nhãn người dùng hơn với độ hiển thị màu sắc chân thực trong các điều kiện môi trường ánh sáng khác nhau, mang lại trải nghiệm xem thăng hoa hơn. Và đây là chiếc laptop thuộc top 5 laptop văn phòng được ưa chuộng nhất năm 2021. Laptop Lenovo IdeaPad 5 15ITL05 là một chiếc laptop học tập văn phòng có thiết kế mỏng nhẹ và cấu hình mạnh mẽ với bộ vi xử lý Intel Zen thứ 11. Các đồ họa tích hợp Intel Iris Xe Graphics thoải mái giải trí với các tựa game phổ biến, bảo mật vân tay thông minh mở máy trong nháy mắt giúp bạn có thể tiết kiệm thêm nhiều thời gian, và cơ chế bảo mật này cũng an toàn hơn rất nhiều so với bảo mật bằng mật khẩu thông thường. Màn hình 15,6 inch Full HD cho mọi khung hình sống động, văn bản và hình ảnh hiển thị sắc nét. Thiết kế viền màn hình mỏng hợp với xu hướng hiện nay giúp tăng không gian nhìn, tuy nhiên tổng thể máy vẫn rất nhỏ gọn và sản phẩm có chế độ bảo hành lên tới 2 năm. Laptop Dell Latitude 3410 được thiết kế đơn giản, sang trọng với vỏ ngoài được phủ sơn màu đen và các cạnh bên được vát mỏng. Các đường nét góc cạnh được bo tròn một cách gọn gàng, mặt lưng trơn in nổi logo Dell. Ngoài tính thẩm mỹ, Dell cũng đảm bảo độ bền bỉ, chắc chắn và tính di động, có thể đồng hành với bạn trong mọi hành trình lâu dài. Được trang bị một cấu hình ổn định, đủ sức cho các tác vụ hàng ngày. Màn hình kích thước 14 inch với độ phân giải HD cung cấp hình ảnh sắc nét, hiển thị màu sắc chân thực trên độ phân giải cao. Với mức giá hợp lý, chế độ bảo hành 12 tháng và các bạn có thể yên tâm được bảo hành tận nơi. Laptop HP Pavilion X360 sở hữu thiết kế mạnh mẽ với các cạnh sắc nét, dòng chữ Pavilion được in ở bản lề. Bên cạnh đó, trên các máy tính nổi bật lên là logo HP. Ưu điểm từ chất vỏ máy cao cấp còn giúp cho máy ít bám vân tay và bụi. Cảm giác cầm nắm trên tay cũng rất mát lạnh và thoải mái hơn nhiều. Màn hình kích thước 14 inch có độ phân giải Full HD và cả tấm nền IPS Touch rất chất lượng và đem lại hình ảnh hiển thị tốt, sắc nét. Sản phẩm lật được 360 độ, có bút cảm biến đi kèm giúp bạn có thể dễ dàng thao tác sử dụng. Với cấu hình mạnh mẽ, mức giá hợp lý, chắc chắn đây sẽ là một sản phẩm đáng để bạn quan tâm. Laptop HP Pavilion 15 thừa hưởng nguyên vẹn dung mạo đặc trưng của dòng ProBook và máy được sử dụng chất liệu nhôm xước làm tăng thêm vẻ mạnh mẽ. Sản phẩm chỉ nặng 1,75kg nên máy có thể thiết kế gọn gàng và dễ di chuyển mọi lúc mọi nơi làm việc. Được trang bị cấu hình mạnh mẽ với chip Zen 11 thế hệ mới nhất giúp bạn có thể hoàn thành tốt mọi công việc văn phòng, ứng dụng học tập một cách mượt mà, ổn định. Không những thế, máy còn có khả năng chơi tốt một số tựa game nhẹ phổ thông hiện nay như là LOL, FIFA Online 4 hay là Dota. Chắc chắn đây sẽ là sự lựa chọn đáng chú ý trong cùng phân khúc giá. Tất cả các sản phẩm đang có sẵn hàng tại các chi nhánh của Hà Nội Computer, đi kèm với đó là rất nhiều quà tặng và chế độ bảo hành chính hãng.